Thưa quý vị, hướng đến kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chiều qua 20 tháng 4, đoàn đại biểu Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đã đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Cùng đi có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Tiếp và làm việc với thành phố Đà Nẵng về phía Vùng 3 Hải quân có Đại tá Nguyễn Thiên Quân, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Tại buổi làm việc, hai bên đã chia sẻ thông tin tình hình biển đảo, kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn. Đặc biệt thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng, địa phương nơi đơn vị đóng quân, Vùng 3 Hải quân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý nắm chắc tình hình trên vùng biển được phân công. Bên cạnh đó, Vùng 3 Hải quân cũng tiếp nhận và tổ chức huấn luyện các tàu hải đội dân quân thường trực của Đà Nẵng đạt hiệu quả cao, có nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ địa phương trong công tác phòng chống và khắc phục thiên tai, làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ người dân ổn định đời sống. Chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn đại biểu Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng với Vùng 3 Hải quân đã góp phần tăng cường hiểu biết, thắt chặt đoàn kết gắn bó. Hai bên cũng mong muốn thời gian đến tiếp tục phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp bảo đảm tốt tình hình an ninh chính trị, xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh, phát triển.